Hello, em chào tất cả các bác. Em vừa cập bến một bộ máy vàng mini thương hiệu là Victor Victoria, thương hiệu là con chó thổi kèn nha, giống như con chó trên này. Đèn là đèn 7 màu nha các bác, đổi màu rất đẹp. Chiếc này đáng để cho các bác sưu tầm để phòng khách trang trí nữa. Đời của nó là UX Z 7M, hàng nội địa Nhật nha các bác. Chiếc này còn đẹp lắm, âm thanh là đánh cực kỳ hay. Này là toàn bộ volume là volume số ha, mỗi lần mình vặn lên là nó kêu tít tít tít. Có chỉnh bass chép, có AM FM ngõ, AUX là tín hiệu để mình gửi tín hiệu điện thoại hoặc tivi gì xuống nha. Có băng, có MD, có CD. Nó đang đổi màu dần dần nha các bác. Âm thanh này, dòng Victor đánh bass chép cực kỳ hay. Dòng mini ký ức lại ùa về, nó đổi màu nha các bác. Đổi dần dần lát qua tới màu đỏ luôn. Cái này nó có ai căng lưới phía trước luôn nha các bác. Rồi, bác nào yêu thích thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267. Và đây là số Zalo của em, các bác kết bạn Zalo giúp em để xem video bên Zalo nha. Và mình tiện trao đổi trên Zalo nha. Em kết thúc bây giờ, chào các bác. Nó đang đổi màu ha, ra màu màu mật luôn rồi đó.